Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo, đồng thời cảnh báo tình trạng ngập lụt tại các đô thị và sạt lở tại các khu vực vùng núi khi diễn biến mưa dông trong những ngày tới có chiều hướng gia tăng ở các khu vực. Cơ quan khí tượng cho biết trong ngày hôm nay 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các vùng trũng thấp mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Chiều tối qua ngày 8 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Trên địa bàn như quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, quận 1, quận 3, mưa bắt đầu vào khoảng 16 giờ 30 phút và kéo dài đến tối mới tạnh hẳn, khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Ngập nhiều nhất vẫn ở khu vực các đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông. Người dân cần cảnh giác với dông lốc, hạn chế ra ngoài khi mưa lớn. Chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Hải quan Lạng Sơn không ngừng lớn mạnh, cũng như đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Nổi bật là những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nơi cửa ngõ Đông Bắc của Tổ quốc, và đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Hải quan Việt Nam. Cục Hải quan Lạng Sơn luôn được đánh giá là đơn vị đi đầu trong cải cách, tạo thuận lợi thương mại với tinh thần kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn không ngừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, triển khai hệ thống thông quan điện tử VNACVASIT gắn với việc thực hiện nền tảng cửa khẩu số, cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN. Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh việc sử dụng các trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác kiểm tra giám sát đáp ứng yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, công tác thu nộp ngân sách nhà nước đi qua địa bàn trong giai đoạn 2019-2023 do Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm nay, Hải quan Lạng Sơn đã thu 3.283 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 54,8% chỉ tiêu được giao. Lực lượng hải quan thì có thể ví như là lực lượng biên phòng trên mặt trận kinh tế. Có thể nói là 70 năm qua thì hải quan của Lạng Sơn đã có đóng góp rất là quan trọng vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội ở trên địa bàn tỉnh, cũng như là hoàn thành được cái nhiệm vụ chính trị của ngành giao cho. Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hải quan Lạng Sơn, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lạng Sơn, bằng sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo và quyết tâm, chắc chắn rằng Hải quan Lạng Sơn sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với ngành trong thời kỳ đổi mới. Thưa quý vị, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố và trao tặng giải thưởng sáng tạo thành phố lần thứ 3 năm 2023. Hội thi có vai trò đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến đổi mới sáng tạo tiêu biểu, cũng như hạn chế tồn tại trong công tác cải cách hành chính, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu hóa, việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động hành chính, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng tỷ lệ hài lòng trong người dân và doanh nghiệp. Tại vòng chung kết, 6 đội thi xuất sắc đạt điểm cao và bước vào tham gia tranh tài từ 20 đội tham gia thi đại diện cho khối các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan chính quyền và đơn vị sự nghiệp, khối giáo dục trên địa bàn quận. Các đội phải vượt qua 3 vòng thi, bao gồm các phần thi, giới thiệu về đơn vị công tác, tiểu phẩm hoặc thuyết trình về nội dung cải cách hành chính, và phần thi cuối là văn nghệ, biểu diễn thời trang công sở.
đội khối tiểu học đã giành được giải nhất với số tiền thưởng 10 triệu đồng. Đến 17 giờ hôm qua ngày 8 tháng 9, hệ thống xác nhận nhập học trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đóng cửa, qua đó ghi nhận tỷ lệ thí sinh đăng ký nhập học đại học đạt 80,8% tổng số thí sinh trúng tuyển. Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, tính đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, có gần 495.000 thí sinh xác nhận nhập học, bằng 74,9% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển, đạt 80,8% tổng số thí sinh trúng tuyển. Hơn 100.000 thí sinh bị hủy kết quả trúng tuyển đợt này do không xác nhận nhập học. Từ ngày hôm nay đến tháng 12 năm 2023, các cơ sở giáo dục đại học có thể tuyển sinh các đợt bổ sung nếu còn chỉ tiêu theo quy định. Theo thống kê, đã có gần 80 trường đại học, tương đương gần 1/3 tổng số trường đại học trên cả nước, thông báo xét tuyển bổ sung với tổng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung lên tới gần 30.000.